Quý vị thấy không ạ, Hà Nội đang vào thu và có một điều rất đặc biệt, đó là năm nay kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Vì thế mà tại Hồ Gươm Hà Nội lúc này vô cùng nhộn nhịp khi mà các diễn viên này và mọi người đã tụ tập về đây để có thể tạo nên một trong những phần trình diễn rất ấn tượng dành cho tất cả quý vị khán giả nhân ngày mùng 10 tháng 10. Bây giờ thì hãy cùng Thụy Vân xuống phố hòa vào dòng người để xem là Hà Nội, Hồ Gươm của chúng ta đang tấp nập như thế nào. Xin mời! Hà Nội đẹp như thế này, Hà Nội vui như thế này, đặc biệt trong ngày lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô. Và bây giờ thì Thụy Vân mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật rất đặc biệt. Một người có thể nói là yêu Hà Nội tựa như là hơi thở và coi Hà Nội giống như là những tế bào tinh thần của mình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhiếp ảnh Hữu Bảng. Chúng ta cùng đi ạ. Chú, cảm ơn chú. Khỏe không? Chú ơi, Hà Nội những ngày này chú có thấy là đông hơn bình thường, và với một người là đã sinh sống ở đây thì chú thấy là cái không khí này như thế nào ạ? Tất nhiên là Hà Nội những cái chương trình hoặc là những sự kiện như thế này thì bao giờ cũng đông, nhất là Hồ Gươm. Dạ. Hồ Gươm là trung tâm của trung tâm Hà Nội. Do vậy mà nhiều người đến đây, ngoài cái không khí nó tốt ra thì họ được tiếp cận với những người nói về cái mảnh đất Hà Nội này, và đặc biệt nói về cái Hồ Gươm và cái nôi của văn hóa của Hà Nội. Chú thấy là Hà Nội đẹp nhất vào mùa nào? Chú thích mùa nào nhất ạ? Đẹp nhất thì như cá nhân tôi ấy, nó được thể hiện qua những cái bức ảnh của tôi. Ảnh của tôi về Hà Nội nó thiên về cuối thu và đầu đông. Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ. Cái cuối thu là cái mà nó rất ngắn nhưng mà nó làm cho đi xa người ta vẫn nhớ. Nhưng khi chỉ làm một cái mẹt bánh cuốn Thanh Trì, ôi giời, đẹp quá. Họ tập có nhiều thời gian không ạ? Cái này chắc chắn là tập nhiều. Ngay khó nhất là cái duyệt binh này này. Đấy, tôi thích xem cái duyệt binh bởi vì tại sao nó lại có thể điều như thế được. Thưa quý vị, Thụy Vân và chú Bảo đang trò chuyện với nhau thì có đoàn duyệt binh đi qua đây và cũng ngắt quãng cuộc nói chuyện này một chút. Thế nhưng mà mới thấy rằng là Hà Nội, trái tim của thủ đô, Hồ Gươm của chúng ta có rất là nhiều những niềm vui đang chờ đón mọi người đến đây. Chắc là bây giờ nói một chút về những tác phẩm nghệ thuật của chú đi ạ. Nhắc tới Hà Nội và nhắc tới nhiếp ảnh thì người ta sẽ nhắc tới cái tên Hữu Bảo, bởi vì cái giải thưởng Bùi Xuân Phái với quyển ảnh tên là Hà Nội Dấu Yêu. Tôi chụp Hà Nội theo kiểu đẹp đẽ, ta gọi là chủ nghĩa duy mỹ đấy. Tôi chụp Hà Nội của tôi bởi vì là nó là một cái tế bào của trong cơ thể tôi. Có lúc khỏe mạnh, có lúc ốm đau. Cái đẹp đó không phải đẹp đẽ theo kiểu một cô gái xinh đẹp, mà là một cô gái có duyên. Vâng. Nếu mà để chia từng cái cột mốc trong cái sự nghiệp nhiếp ảnh của mình về Hà Nội thì chú sẽ chia các cái cột mốc về Hà Nội với ảnh của chú như thế nào ạ? Trong cái quyển sách ảnh mà lúc tôi làm ấy thì tôi đã biên tập theo cái lối như là chuyện ngắn ấy, có 10 chuyện ngắn bằng ảnh qua một quyển sách ảnh. Thậm chí là có những cái câu chuyện mà không ai chụp thì tôi lại đưa vào, vì đấy là cảm xúc của tôi chứ tôi không chụp cái Hồ Gươm có thấp rùa như là người ta vẫn chụp. Tại vì của tôi, con người vẫn là cái trọng tâm phản ảnh chứ không phải là phong cảnh. Đấy, phong cảnh chỉ là cái cớ để nói về con người thôi. Thì bây giờ thử thách của chú Bảo với Thụy Vân đó chính là sẽ chụp tặng Thụy Vân một vài bức hình tại bờ hồ để xem là dưới con mắt của chú Bảo thì hình ảnh của một MC dưới cái nắng hồ thu này thì nó sẽ như thế nào quý vị nhá. Cháu rất là cảm ơn chú Bảo đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng cháu. Và chắc là bây giờ thì chúng ta sẽ dành một chút thời gian để cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của Hồ Gươm quý vị nhé. Chúng ta cùng đi ạ. Cháu mời chú ạ. Dấu chân qua những cửa ô đã đưa Thụy Vân đến với hàng chiếu để cùng gặp gỡ với nhân vật thứ hai trong chương trình ngày hôm nay, chính là tác giả của cuốn sách này, nhà văn Nguyễn Trương Quý. Thụy Vân đã hẹn gặp anh tại ô quan trường di tích của Hà Nội.
Em chào anh. Em chào anh Tuấn Anh. Anh cũng đến một lúc rồi, đang ngắm tấm bia do Tổng đốc Hà Ninh Hoàng Diệu và Tuần phủ Hà Nội Hoàng Hữu Xứng khắc khoảng năm 1881 quy định là không được trách nhiệm nhân dân qua lại của ô quan trưởng này. Nhưng ta thấy đây là một cái dấu tích rất là quan trọng của Hà Nội. Em thấy là anh đã ngắm nhìn một cách rất là say sưa, có cảm giác như là cứ mỗi một ngõ phố, cứ mỗi một cái điều gì đó ẩn chứa của lịch sử đều thu hút nhà văn Nguyễn Trương Quý. Và những cái đó nó lại tích lũy để cho anh có thể ra đời những cuốn sách như thế này. Không biết là những ngày này đi trên phố ấy, nó có cho anh nhiều cảm xúc không ạ? Thứ nhất là về thời tiết, tự nhiên chúng ta có những ngày rất là đẹp, nắng vàng rực và gió heo may thổi rất là dễ chịu. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái phần thưởng cho bất cứ ai sống Hà Nội vào mùa thu này. Và những cái ngày này gắn với sự kiện lịch sử đã qua đấy, thì cũng là một cơ hội để chúng ta có thể trao đổi về cái quá khứ Hà Nội. Em đọc rất là nhiều bài phỏng vấn về anh nói rằng là không, tôi không dám nhận tôi là một nhà Hà Nội học, nhưng rõ ràng là những cuốn sách của anh viết về Hà Nội đã được chia sẻ và đã được các bạn trẻ yêu thích rất là nhiều, bởi có lẽ là nó có một cái gì đó như một cái viên gạch nối giữa quá khứ, hiện tại và thậm chí là cả tương lai với những thế hệ các bạn trẻ trẻ hơn nữa. Cái tình yêu Hà Nội trong anh ấy nó như thế nào mà tại sao lại có thể trở thành một cái viên gạch nối giữa quá khứ và hiện tại như vậy ạ? Thực ra rất là giản dị thôi Vân ạ. Tức là đôi khi nó đến từ những cái gắn bó trong gia đình. Thì mình cũng có một cái tuổi thơ là bố mình hay chở xe đạp đi dạo quanh con phố. Thì người ông sẽ bảo đây là Hồ Gươm, đây gắn với tích tháp rùa. Thế thì những dấu tích lịch sử đấy nó làm cho cảm giác là câu chuyện văn hóa ở đây nó rất là dày đặc ấy. Và mình là một người cũng yêu thích những cái sản phẩm văn hóa thì mình tự nhiên mình có một cái mối bận tâm. Và từ đó mình trở đi trở lại với những trang viết đấy thôi. Thì mình nghĩ là khi mình có một niềm yêu thích thì nó cũng đến từ cái sự gọi là tập trung và sự gắn kết với nó. Trước khi gặp anh thì em đã gặp nhiếp ảnh Hữu Bảo. Anh có thấy rằng cái cảm nhận của thế hệ các anh với thế hệ của nhiếp ảnh Hữu Bảo nó sẽ có cái sự cảm nhận Hà Nội khác nhau hay không ạ? Có lẽ là tôi thì thuộc một cái thế hệ mà vẫn còn cái kết nối khá là đậm nét với cả các thế hệ trước. Bên cạnh một cái gì lãng mạn, cái gì đó rất là của đời sống vỉa hè, rất là phóng túng. Nhưng mà có cái khác, tức là có thể chúng tôi đã được tiếp cận với thế giới dễ dàng hơn, được có những cái phương tiện truyền thông mới hiện đại hơn, nó sẽ làm cho mình có cái nhãn quan về mảnh đất này nó sẽ khác biệt so với trước. Thế hệ trước có thể là họ đã xong cái nhiệm vụ của họ đối với cả cái không gian đó. Thế nhưng mà hôm nay chúng ta là người đương thời vẫn sẽ phải sống tiếp với cả những đổi thay đấy, và chúng ta hôm nay Hà Nội là gì là chính chúng ta. Em thấy là anh vừa nói tới văn hóa vỉa hè, tức là đôi khi chúng ta ngồi ở vỉa hè và chúng ta nghe những câu chuyện của những người dân thôi, những người dân mưu sinh bình thường thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể cảm nhận chất Hà Nội ở đó. Anh có sẵn lòng mời em một ly trà đá không ạ? Dâm tàng với chị Vân. Em mời Vân anh có thể tham quan xung quanh phố này, rất là nhiều thứ đặc sản của Hà Nội trong quán kính rất là ngắn rồi. Thế anh em mình đi. Cho em một cốc trà nóng và một em một cốc sâu đá đi. Sâu đá. Cho cháu ít đá thế ạ. Anh có hay thường gọi là lang thang xong rồi ngồi uống trà đá như này không ạ? Cũng có chứ, đây là mình đôi khi mình giải khát của chuyến đi chơi này thì mình cần phải uống một ly nước. Em mời anh chia cả nhá. Chúc mừng Hà Nội. Chúc mừng Hà Nội. Anh có thuộc bài hát nào về Hà Nội không ạ? Bài hát về Hà Nội thì có đến cả nghìn bài. Thế ra là chắc là mình cũng có biết một số bài là đương nhiên rồi. Anh hát tặng em một câu đi. Bài hát mà anh thích nhé. Anh cũng không giọng hát anh thì đúng là rồi giọng viết được thì đúng hơn, nhưng là cũng khó lắm. Thì ra thì có những cái bài mà anh cảm thấy cũng vẫn thích nghe. Em nghe trăng trong lắng sâu nơi hồng trái tim đấy. Thì đấy là những cái gì đấy cảm giác nó rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng của một Hà Nội mùa thu. Rất là cảm ơn nhà văn Nguyễn Trương Quý đã dành thời gian cho Chuyển động 24 giờ. Thì Vân tin rằng những cuốn sách như thế này nó cũng sẽ là một cái tư liệu rất là quý dành cho thế hệ như bọn em rồi thế hệ sau nữa, để tiếp nối cái tình yêu Hà Nội mà anh đã khảo cứu cũng như là dành cho nó. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Bây giờ thì em mời anh uống nước nhá, và chúng ta sẽ ngắm phố phường Hà Nội thêm một lần nữa đi. Em mời anh nhá.